hôm nay mình xin giới thiệu với quý vị, đây là cây sâm bồ chín nha quý vị. Cây sâm này ở nhà mình trồng luôn, bông rất là đẹp phải không quý vị? Cây thì không cao lắm, khoảng 2 tấc thôi. Cây này thì mình trồng cũng khoảng 4 năm tháng rồi đó quý vị, 4 tháng mấy à, có khoảng 2 tấc rồi nha quý vị. Rất nhiều trái. Còn bên đây là những cây sâm bồ chín con đó quý vị. Mà khi mà cây sâm lớn có trái rồi mình hái ra, khi trái nó già quý vị, rồi mình gãi hột lên chậu rồi ngày nào cũng tưới. Sau khoảng tháng rồi nó lên nhảy rất là nhiều cây con nghe quý vị. Nó quý vị thấy hầu những cái trái nè, khi mà trái già thâm đen vậy đó quý vị, là mình có thể hái được ở đâu với quý vị. Khi hái rồi mình phơi khô lại nghe quý vị, rồi sau đó mình gãi lên những cái chậu để cho nó nảy sinh ra những cây con. Cây sâm bồ chín này quý vị, quý vị thấy hồ trái rất nhiều luôn, và đặc biệt hoa của nó là rất đẹp nghe quý vị, đẹp lắm. Khi mình trồng cây sâm bồ chín này nè, đến một thời gian á quý vị thì nó sẽ già đi, rồi nó ra củ, củ của nó bằng bự hơn tay cái một chút nha quý vị, cũng dài lắm. Củ của nó rất là bổ dưỡng nha quý vị, trị được rất là nhiều bệnh luôn. Cây sâm bồ chín này giống như là cây nhân gian người ta kêu là cây thần dược á quý vị, trị rất là nhiều bệnh. Cho nên nhà mình lúc đầu thì trồng 2-3 cây, sau đó có hột ra trái nhiều, rồi mình một trái nó nhiều hột lắm nha quý vị, rồi mình gãi ra chậu vậy đó quý vị. Rồi sau thời gian nó lên rất là nhiều cây, rồi khi nào cây lớn rồi mình chiết ra mình trồng. Mình ương lên khoảng 5-6 phân là mình chiết ra được nghe quý vị. Hoa rất là tuyệt vời phải không quý vị, rất đẹp luôn. Sâm bồ chín này nó có nhiều tác dụng nghe quý vị. Thứ nhất mình trồng làm kiểng cũng được nè, hoa như quý vị thấy hầu ra hoa rất là đẹp. Rồi thứ hai là mình trồng thời gian nó ra củ, củ của nó thì mình làm thuốc cũng được nghe quý vị. Bởi vì nhân gian người ta kêu là cây thần dược đó quý vị. Có nhiều anh có củ mình lấy ra, có nhiều củ mình lấy ra mình ngâm rượu cũng được đó quý vị. Rượu thì nó cũng rất là bổ luôn đó quý vị. Bởi vì sâm bồ chín này nó rất tốt nha quý vị. Ở quê bây giờ quý vị, người ta trồng rất là nhiều luôn. Tại vì những hộp của nó mình nhân giống ra cũng rất là dễ dàng thôi nha quý vị. Thường sâm này mình phải trồng từ hộp. Những cây sâm này thì chưa có củ đâu nha quý vị. Mình trồng thời gian cũng phải dài, cũng mình cũng không biết là bao lâu nữa, nhưng mà nghe nói phải trên một năm nó mới có củ á quý vị. Mà ở nhà thì mình chỉ trồng trong chậu kiển, trong những cái xô. Có khi nếu mình đất rộng thì mình trồng ở dưới đất nó tốt hơn nha quý vị. Khi mình ương thì mình ương những phân nhiều nó mới mau lên cây nha quý vị. Những cây sâm này qua thì rất tuyệt vời phải không quý vị? Sâm bồ chín.
Cây này thì rất nhiều trái đó nghe quý vị. Chỉ 4 năm tháng thôi mà trái nó nhiều vậy đó quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau.